Vào những ngày này cách đây 40 năm, đế quốc Mỹ mở cuộc tập kích chiến lược ném bom vào miền Bắc. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 12 ngày đêm quân và dân ta đã làm nên chiến thắng, Hà Nội Điện Biên Phủ trên không lẫy lừng. Tại lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không diễn ra vào sáng ngày hôm qua 29 tháng 12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không là một trong những chiến thắng mang tầm vóc lịch sử ở thế kỷ 20, kế thừa và phát huy truyền thống hòa hiếu của dân tộc Việt Nam. Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhân dân ta luôn mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác cùng phát triển với các nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Đã hơn một năm kể từ ngày Hát Xoan Phú Thọ chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Và để bảo tồn các làn điệu xoan cổ, ngành giáo dục của tỉnh này đã đưa hát xoan vào chương trình giảng dạy ở các trường học. Thế nhưng, có rất nhiều di sản văn hóa thế giới khác như nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, quan họ hay ca trù vẫn chưa tìm ra con đường bảo tồn bài bản. Và đang có một sự thật là chỉ còn những nghệ nhân ở tuổi gần đất xa trời còn sống với di sản. Bức ảnh này được chụp cách đây 20 năm và đến giờ hình ảnh về một lớp học tình thương vẫn được duy trì bởi một bà giáo già ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Chào. Suốt mấy chục năm, cô giáo Đỗ Thị Thoa đã giúp hàng trăm em nhỏ khuyết tật biết nói, biết viết và có thể tự nuôi sống mình. Đã có những em phải mất 6 năm trời theo học mới có thể biết nói. Ngày dạy học, tối đến, bà giáo già lại ngồi chấm điểm cho học sinh. Một điểm 7 trừ, nhưng nó có thể giúp một con người trở nên hoàn thiện. Gần đây, nhiều cơ quan báo chí làm rộ lên thông tin về một hiện tượng lạ. Đó là có nhiều đàn heo ở tỉnh Tiền Giang tự cắn nuôi nhau. Thông tin này nhanh chóng được đột thổi và gây hoang mang cho người dân, cho dù nó chỉ xảy ra trên đàn heo của một hộ dân duy nhất. Theo cơ quan chức năng, đây chỉ là một hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, với hàng triệu nông hộ nhỏ lẻ, thì chỉ cần một tin đồn như vậy cũng có thể gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề. Giống như năm nào ngành nông nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với các tin đồn. Để hạn chế tác hại của nó, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc và công khai thông tin. Vì chỉ có công khai thông tin, thì những tác hại của tin đồn mới không trở thành sự thật.